thân thiết đến đến nỗi mà vay mấy trăm triệu mà nó cho mượn à? Bạn bè tôi thân với nhau thì vay trăm triệu thì phải cho mượn thì sao? Anh đừng có chối đây nhá. Bằng chứng nhà, đây chứng đàn nhá. Có điều kiện trăm triệu là cái gì đâu. Thế giờ anh đi mang vay nữa à? Sao mà mang vay là sao? Mà anh đi vay tiền nó luôn vậy khoảng anh không? Mình không có tiền thì mình xoay tiền bạn bè thì mình chơi với nó thì vay nó thì sao được? Vay nó thì anh phải thân thiết với nó như thế nào nó mới cho anh vay chứ? Trước anh chơi còn thế nào, bạn bè bình thường làm gì nó cho vay nhiều thế? Trước bạn bè thế thân với nhau thì cho vay được bình thường thì có gì đâu. Thế mà mồm đi ra nhà tôi thì bảo là anh chấm dứt với nó rồi. Thiếu nợ thiếu tiền chẳng người ta lại đi vay chứ liên lạc gì? Đi vay tiền thì mới liên lạc. Đã nói chấm dứt là chấm dứt nhá. Nói là phải làm được chứ anh nói xong anh bỏ chấm dứt rồi anh định đi theo nó. Thì đây là mình không phải treo, mình thiếu tiền, mình không có xoay sở được, mình đi mượn tiền đi sao nữa không? Mượn cái gì? Anh như thế này này như thế này mượn thân thiết thì nó mới cho mượn chứ. Thân thiết, bạn thân nhau thì chẳng có mượn thì hay là anh vay tiền anh chi tiêu chơi bời với nó. Chi tiêu chơi bời thì có gì đâu mà chơi bời. Bảo chấm dứt liên lạc thôi nên mình chỉ liên lạc mình mượn tiền thôi gặp để lấy tiền như sao nữa. Thế mà anh còn cãi tôi à? Không có tiền trả nợ sao vậy? Anh mà không ném chổi ai? Ném chổi thì bây giờ anh ấy bằng chứng như thế anh bảo anh không liên lạc với nó giờ anh liên lạc với nó xong là còn đi vay tiền nó giờ là anh không biết nhục à? Thì mình chơi thân với nó mình vay nó nhục cái gì? Thế sao mình không thân? Sao bố tôi là không thân? Thì mà anh làm từ nay kêu bảo bạn thân thì công ty thì bảo không thân lúc nào? Bây giờ bảo không thân. Kinh thân thiết nên nói hết à? Em lại như tầm vài tháng rồi em bán đất thì trả. Nếu nó khách được thì nếu nó khách được thì thật họ luôn một trăm nghìn. Số hôm hẹn nay ra quán nước thì hẹn đây để nhé, anh trai nhìn thấy không? Thôi, ở đây chúng nó tiện này. Bây giờ anh trai anh đi ra ngoài thì chị dâu cũng cho cháu đi ra ngoài rồi. Sợ anh thấy đánh chết trước đánh anh lần rồi. Đi lúc đứng ở đây thì anh đi từ xa được chứ. Thế là mấy hôm nay là ở đây chưa? Ừ. Em ở đây mà. Kiểu nó cái tôi chảy nhà cũng việc luôn thì ở đây mấy hôm đi. Dỗ chả gì à? Đang ở đây luôn. Tính bao giờ về nhà cháu? Ừ. Đã xem này với kia gì chưa? Do bây giờ anh bảo cho mình em chết. Thì đấy là ngày mai chứ không? Ngày mai chứ đâu? Anh Nam ơi, anh gì ở đây? Sao? Thế này là cái gì? À, anh có cãi gì nữa? Không cho tôi bán đất thì tôi phải đi vay tiền thì sao nữa? Sao anh bán vay nói sao anh mới không liên lạc với nó nữa? Thì mà vay mượn tiền trả làm gì nữa. Sao anh bố với tôi lại không liên lạc với nó nữa cơ à? Liên lạc thì vay tiền thì có gì đâu. Giờ anh ấy đi bán vay đạt bán thế cơ à? Sao mà giá chơi với nhau thì mượn tiền thì cũng được theo. Thế là chơi với nhau đến lúc mà thân thiết đến nỗi mà vay mấy trăm triệu mà nó cho mượn à? Bạn bè chơi thân với nhau thì vay trăm triệu thì sẽ cho mượn thì sao? Anh đừng có chối đây nhá. Bằng chứng đây chứng đàn nhá. Có điều kiện thì trăm triệu là cái gì đâu. Thế giờ anh đi mang vay nữa à? Sao mà mang vay là sao? Mang vay đi vay tiền nó luôn vậy khoảng anh không? Mình không có tiền thì mình xoay tiền bạn bè thì mình chơi với nó thì vay nó thì sao được. Vay nó thì anh phải thân thiết với nó như thế nào nó mới cho anh vay chứ. Trước anh chơi còn thế nào, bạn bè bình thường làm gì nó cho vay nhiều chứ. Bạn bè chơi thân với nhau thì cho vay được chuyện bình thường chứ có gì đâu. Thế mà mồm đi ra nhà tôi thì bảo là anh chấm dứt với nó rồi. Thiếu nợ thiếu tiền chẳng người ta lại đi vay chứ có liên lạc gì? Đàn ông vay tiền thì mới liên lạc. Anh nói chấm dứt là chấm dứt nhá. Nói là phải làm được chứ anh nói xong anh bỏ chấm dứt rồi anh định đi theo nó. Thì đây là mình không phải treo, mình thiếu tiền mình không có xoay sở được thì mình đi mượn tiền thì sao nữa không? Mượn cái gì? Anh như thế này này như thế này mượn thân thiết thì nó mới cho mượn chứ. Thân thiết bạn thân nhau thì chẳng có mượn thì hay là anh vay tiền anh chi tiêu chơi bời với nó. Chi tiêu chơi bời thì có gì đâu mà chơi bời. Mới bảo chấm dứt liên lạc thôi nên mình chỉ liên lạc mình mượn tiền thôi gặp để lấy tiền như sao nữa. Thế mà anh còn cãi tôi à? Không có tiền trả nợ sao vậy? Anh mà không em chửi ai?
Em trời thì bây giờ anh ấy bằng chứng như thế anh bảo anh không liên lạc với nó, giờ anh liên lạc với nó xong rồi còn đi vay tiền nó, giờ là anh không minh nhục à? Thì mình chơi thân nó, mình vay nó nhục cái gì? Có thế sao lại không thân? Sao bố tôi là không thân? Thì bạn nào từ nay kêu bảo bạn thân thì công ty thì bảo không thân lúc nào? Thật là không thân. Kinh thân thiết nên nói thế cả. À? Bình thường thì làm gì mà lỗi thế? Mình chơi vì nó nói cho bạn đi đâu? Hay ừ đúng rồi, chơi mới mình nói thôi đúng không? Tôi giờ tôi bảo vì xấu xí là anh không thèm để ý đến tôi giờ chơi thân với nói gì? Chả là ý thì sao? Đây mình vay mượn nhưng mình thiếu nợ người ta thì mình vay mượn đi chơi bời gì? Anh thiếu người vay à? Chả có ai vay cả, mình có bạn bè đâu mà. Sao đến cái lúc vay không nghĩ đến lúc trả đi? Vay chơi bời thì đấy thì không nghĩ đi. Mình trả là mình thiếu nợ thì mình vay sau mình xoay sở mình bán đất bán nhà thì mình trả sao không được thì sao? Bán đất bán nhà cái gì? Thì giờ bọn đòi nợ đang đòi thắt cao thì anh vay thì anh phải trả rồi, anh đòi bán đất bán nhà. Thì không có tiền giả thì chả bán gì mà giả còn gì nữa, thì đang vay mượn không được. Đang đi quan anh ở đâu? Anh phải nghĩ quan anh đấy chứ. Thì mình bán bớt đi thì có phải bán hết đâu. Bán bớt thì mà đủ. Chẳng đủ sao, giờ đất đang đắt rồi, bán bớt đi, nhà đất tậm cắt bớt ta bán thì phải bán cả nhà đâu. Cho cưới xin cho được mấy đất thì nay bán mai bán. Đàn ông có phải đàn bà đâu mà đi bán vay nói như thế. Chứ không có tiền trả nợ thì đi vay đi bán vay gì, vay đâu mà bán. Thiếu người vay à? Thì chả thiếu người vay ý. Thế mà bố của tôi đã không liên lạc với nó nữa, còn liên lạc vay tiền nó. Lạc phải vay tiền chứ còn liên lạc với chơi bời điều mà liên lạc. Anh đúng rồi, cái bây giờ như thế này anh nói về mà họ luôn đi. Tôi với anh giờ chấm dứt luôn. Sao liên lạc thì nó tự nhiên nó bời làm gì? Mình liên lạc chỉ để vay tiền chứ liên quan gì đến không, đã không liên lạc mà đã chấm dứt với nó, không liên lạc luôn, đừng có tiền nông thì không lấy tiền nông mà trả nợ là mấy thằng đòi nợ, thằng đòi nợ cắt cao lấy tiền nông trả nợ. Bán thân cho nó để lấy tiền trả nợ. Cùng chuyện cổ lấy quét nhà thì nó nhiều. Anh đưa đi vào quét tôi với anh từ giờ thì đi, đừng có liên quan đến nhau nữa.